Chào tất cả anh em nha. Chào mừng anh em trở lại với kênh Zippo Tú Nguyễn bên mình nha anh em. Nay bên mình mới về một cặp Zippo, mình làm clip trên tay giới thiệu nhanh tới anh em luôn ha. Hai em Zippo bên này rất là mạnh mẽ, rất là nam tính và cũng sang trọng cho anh em trên tay sở hữu chơi, hoặc làm quà biếu, quà tặng cho người thân bạn bè cũng rất là ý nghĩa, rất là sang trọng nha anh em. Hàng chính hãng Zippo Mỹ nha, hộp đựng giấy tờ đầy đủ, mã vạch chính hãng nhập khẩu đầy đủ nha. Anh em nào đã ủng hộ Zippo Tuấn Nguyễn thì quá rành rồi ha. Còn anh em nào chưa đăng ký kênh thì xin mời anh em cứ ấn nút đăng ký kênh Zippo Tuấn Nguyễn màu đỏ ngay dưới chân clip nha anh em, để mình có thể tiện theo dõi lựa chọn những mẫu Zippo rất là độc đáo, rất là đẹp trên kênh mình, phù hợp với phong cách sở thích của anh em luôn ha. Còn nay mình xin giới thiệu với anh em, bên phải là em Zippo Đông nha anh em. Các chim chú đại bàng đang xa xuống săn rắn nha, hay còn gọi là đại bàng săn mồi nha anh em. Một thiết kế rất là nổi tiếng, rất là huyền thoại ha, với biểu tượng của nước Mỹ rất là uy lực, đó là đại bàng nha anh em. Dòng Zippo Đông nha anh em, đồng đáy bằng ha. Còn bên trái là em Karam trắng, các chim logo của lực lượng quân đội Mỹ United States Army nha, với hình tượng chú đại bàng trong cái vòng tròn, xung quanh là chữ United States Army. Em Karam trắng này thì cũng rất là mạnh mẽ, rất là uy lực, với biểu tượng của logo quân đội Mỹ Army. Thì số điện thoại mình để trên tiêu đề clip ha, anh em nào có nhu cầu trước hai em nói về sở hữu thì cứ alo mình nha anh em. Mình xin trên tay giới thiệu trước cho anh em nha anh em. Đây là em Đồng anh em, khắc chim chú đại bàng đang xà xuống săn rắn ha, dòng Zippo Đồng nha anh em. Hai mặt luôn ha anh em, mặt trước mặt sau y chang nhau luôn ha. Em nói đấy bằng nha anh em, hàng niêu 100% luôn, nhìn từ A tới Z nha, rất là nhạy lửa, để nhẹ lên lửa thôi. Anh em nào đã ủng hộ giúp Tuấn Nguyễn thì quá rành này ha. Với hình tượng rất là uy lực, rất là mạnh mẽ, đó là đại bàng nha nè, xà xuống săn mồi rất là thần thái ha. Xem hình ảnh chi tiết hai em nó thì vô trang Facebook mình ha, click vô đường link mình để vô mô tả nha anh em. Đây mình trên tay nhanh với anh em thôi ha, dòng Zippo Đông quá là quen thuộc với nhiều anh em này ha. Còn đây là em Karam trắng, khắc logo của lực lượng quân đội Mỹ United States Army nha anh em, với hình tượng chú đại bàng, logo quân đội ở trong cái vòng tròn có chữ United States Army, ở trên là Army, dịch ra là quân đội nha anh em. Em nó mặt sau trơn bóng nha anh em, đáy lõm ha, cũng hàng zin luôn, niêu 100% luôn nha anh em. Anh em chơi hoặc làm quà biếu, quà tặng hai em nó cũng rất là phù hợp, hàng zin, chưa hề đụng chạm, full box, về anh em chế xăng xịn vô là dùng thôi, rất là nhạy lửa ha, đẩy nhẹ lên lửa thôi. Soi kỹ anh em xem ha, yêu mến anh em like, chia sẻ clip và ấn nút đăng ký kênh nha anh em. Còn cặp Zippo bên ai thì rất là sang trọng, nhưng mà cũng không kém phần nam tính mạnh mẽ cho anh em sở hữu ha. Anh em kết hai em nó thì cứ alo mình nha anh em, mã vạch chính hãng đầy đủ luôn anh em ơi, giấy tờ kèm theo ha. Rồi, cảm ơn anh em đã xem clip, hẹn gặp lại ở các clip tiếp theo nha. Chúc anh em luôn luôn vui vẻ, an lành. Tạm biệt anh em.